hung thủ khai nguyên nhân mang 20 lít xăng làm ba mẹ con tử vong. Bắt giữ người đàn ông 53 tuổi cướp điện thoại của cháu bé. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Báo Lao động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây dư luận không khỏi xôn xao trước vụ một người đàn ông mang can xăng 20 lít khiến ba mẹ con tử vong thương tâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây nhất tại cơ quan điều tra, hung thủ khai nhận nguyên nhân gây ra án mạng là do mâu thuẫn tình cảm với nạn nhân. Ngày 22 tháng 11, Công an quận 8 phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục lấy lời khai đối với Nguyễn Văn Nhu, 28 tuổi, quê Hà Nam, để làm rõ hành vi giết người. Là kẻ đã mang xăng khiến cả ba người tử vong tại căn nhà trong hẻm 260, đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8. Các nạn nhân gồm chị LTMZ, 32 tuổi, cháu NLHP sinh năm 2020 và cháu TMTK sinh năm 2021. Tại cơ quan công an nhu thừa nhận mình là người đã gây ra vụ án và cho biết nhu và chị Dê có mâu thuẫn tình cảm, vì không giải quyết được mâu thuẫn nên nhu đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Theo lời khai nhu và chị Dê từng có quan hệ tình cảm, nhưng cả hai không còn qua lại từ lâu. Gần đây nhu muốn hàn gắn lại mối quan hệ với chị Dê nhiều lần nhưng chị Dê không đồng ý, từ đó cả hai dẫn đến mâu thuẫn. Nhu lên kế hoạch đến nhà chị Dê để giải quyết một lần cho xong. Nhu mua xăng, mặc đồ xe ôm công nghệ chạy xe đến nhà chị Dê. Chiều 21 tháng 11, Nhu mặc trang phục của một hãng xe ôm công nghệ, rồi điều khiển xe tay ga chở can xăng 20 lít đến nhà chị Dê gọi cửa. Khi chị Dê vừa mở cửa thì Nhu lao vào tấn công bằng hung khí, khiến chị Dê tử vong. Sau đó, Nhu tưới xăng với ý định cùng chị Dê chấm dứt cuộc đời. Tuy nhiên khi lửa bùng lên, nhu hoàng sợ chạy bộ ra đường vứt áo, giao và đón xe ôm tẩu thoát khỏi hiện trường. Bỏ chạy đến khu vực cầu Nguyễn Tri Phương, quận 5 thì bị bắt giữ. Cùng lúc này nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận 8 đã điều lực lượng đến hiện trường dập lửa. Ngọn lửa sau đó được khống chế và công an phát hiện 3 người đã tử vong. Công an quận 8 phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương khám nghiệm điều tra. Công an đang tiếp tục được điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ án mạng. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ cướp điện thoại của cháu bé khi chơi một mình rồi sau đó lái xe bỏ chạy. Ngày 22 tháng 11, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an huyện Thiệu Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Hùng 53 tuổi ở xã Định Công, huyện Yên Định về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 11, Lê Văn Hùng điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 36 k 0149 đi từ xã Định Công huyện Yên Định xuống thành phố Thanh Hóa chơi. Khi đi qua đoạn đường thuộc địa phận thôn Quản Xá, xã Thiệu Hợp huyện Thiệu Hóa, Hùng đã gặp cháu LPT sinh năm 2017 ở thôn 5, xã Thiệu Vân thành phố Thanh Hóa đang ngồi trên xe máy và cầm điện thoại chơi. Quan sát xung quanh thấy không có người qua lại, Hùng chạy xe quay lại chỗ của cháu T và mượn điện thoại để gọi nhờ. Cháu T sau đó đã đưa điện thoại cho Hùng mượn, sau đó Hùng cầm điện thoại và phóng xe đi. Sau khi vụ việc xảy ra, trước sự truy xét quyết liệt của cơ quan công an, Lê Văn Hùng đã đến công an huyện Thiệu Hóa để đầu thú. Hiện, công an huyện Thiệu Hóa đã thu hồi tài sản trả lại cho bị hại, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã ập vào khống chế thành công một thanh niên có biểu hiện nghi ngáo đá, cầm dao dọa tấn công người và cố thủ trong căn nhà hoang. Ngày 21 tháng 11, người dân phát hiện một đối tượng không mặc quần áo, có biểu hiện ngáo đá và tay cầm cây dựa cố thủ bên trong một căn nhà hoàng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Sự việc được báo công an địa phương đến hiện trường Tuy nhiên, khi công an xã đang thuyết phục đối tượng bỏ dựa xuống thì đối tượng lại cầm dựa tấn công. Nhận thấy mối nguy hiểm cho người dân, công an xã Hàm Thắng đã bao vây không cho đối tượng ra ngoài tấn công người dân và gọi lực lượng cảnh sát 113 đến hỗ trợ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát 113 và công an xã đã khống chế được đối tượng ngáo đá, đưa về trụ sở làm việc. Qua xác minh, đối tượng là M.A.M, sinh năm 1998, ngụ phương Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết. Trong phần tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức xã hội đáng chú ý ngay sau đây. Truy tìm các đối tượng gây tai nạn giao thông cho bé trai. Người nhậu trên đường dây thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong. Miền Trung lại chuẩn bị đối mặt với mưa lũ, gió mạnh và sóng biển lớn. Ngày 22 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Eaza, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết Lực lượng chức năng đang truy tìm hai đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông, khiến bé trai sinh năm 2021 bị gãy chân chấn thương nặng. Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 11. Cháu NTP, sinh năm 2021, theo anh NHB, sinh năm 2019, đi bộ đến nhà ông ngoại tại thôn Xuân Hà Ba, xã Iaza để chơi. Khi hai cháu nhỏ đang đi trên đường thì bị một chiếc xe máy do hai thanh niên điều khiển lưu thông cùng chiều đâm phải. Sau đó, một người đã ôm cháu TP bỏ chạy thêm vài trăm mét và bỏ cháu lại ven đường. Do quá hoảng loạn, cháu HP đã la hét và chạy về báo em trai mình bị bắt cóc. Tuy nhiên, khi ra hiện trường, người dân phát hiện cháu TP bị thương ở chân và đầu, bị bỏ lại ở ven đường. Lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Iaza thông tin thêm, sau khi đưa đến bệnh viện, cháu trai đã được chẩn đoán gãy chân phải, chấn thương sọ não. Công an đã vào cuộc xác minh, truy tìm những người liên quan để xử lý. Mới đây, nhiều giáo viên trường trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch tỉnh Bắc Ninh đã gửi đơn tố cáo bị nguyên hiệu trưởng trường này ăn chặn tiền phụ cấp trách nhiệm suốt 7 năm với số tiền hơn 600 triệu đồng. Trao đổi với phóng viên báo lao động, Cô giáo Hà Thị Huyền cho biết, từ năm 2022 trở về trước, các giáo viên của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh không được biết và chưa từng được hưởng số tiền phụ cấp trách nhiệm 0,3%. Theo Điều 6 của Nghị định 61-2006 NDCP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại trường chuyên biệt, Đến năm 2023, khi có hiệu trưởng mới về, gần 20 giáo viên nhà trường bất ngờ khi được chi trả tiền phụ cấp trách nhiệm trên, số tiền trên 500.000 đồng một người một tháng. Lúc này, các giáo viên mới biết là mình thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo Nghị định 61. Các giáo viên thắc mắc về việc những năm trước đó thời ông Nguyễn Văn Cương làm hiệu trưởng giai đoạn 2013-2022. Hiện ông Cương là giám đốc nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, không được nhận khoản phụ cấp trên. Đồng thời chủ động xác minh thông tin và được biết, hàng năm ngân sách nhà nước vẫn chi trả khoản phụ cấp trên về nhà trường. Cho rằng bị ăn chặn số tiền phụ cấp, nhiều giáo viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị làm rõ sự việc. Sau đó Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã thành lập đoàn kiểm tra theo nội dung các đơn tố cáo trên và đã ban hành kết luận kiểm tra. Cô giáo Hà Thị Huyền nói: chúng tôi chưa được xem trực tiếp bảng kết luận kiểm tra có dấu đỏ mà chỉ được đại diện nhà trường đọc cho nghe kết luận Cụ thể, kết luận kiểm tra nêu, trong thời kỳ kiểm tra 2013 đến 2022, nhà trường đã không quyết toán khoản phụ cấp trách nhiệm 0,3 theo quy định tại điều 6 nghị định số 61 cho giáo viên, thay vào đó lại chi số tiền được cấp trong 7 năm từ 2013 đến 2016 và từ 2020 đến 2022 với số tiền 613 triệu 296 000 đồng vào việc chi thường xuyên của trường là không đúng với dự toán duyệt, vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng ngân sách. Bên cạnh đó, các giáo viên trường trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, bất ngờ là từ đầu tháng 10 năm nay, họ đã bị dừng áp dụng hệ số phụ cấp ưu đãi 50% cũng theo Nghị định 61. Cô giáo Hà Thị Huyền chia sẻ, việc bị dừng cùng lúc hai khoản phụ cấp theo Nghị định 61 khiến mỗi tháng thu nhập của giáo viên bị giảm khoảng 2 triệu một tháng, khiến cuộc sống của nhiều người trở nên khó khăn. Ngày 21 tháng 11 trao đổi với phóng viên báo Lao động, ông Nguyễn Văn Ảnh, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, liên quan thông tin phản ánh của các giáo viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã trực tiếp chỉ đạo, mọi việc cơ bản đã được giải quyết. Ông Nguyễn Văn Ảnh thông tin, theo kiểm tra, số tiền phụ cấp trên đã được hiệu trưởng cũ là ông Nguyễn Văn Cương sử dụng đúng mục đích cho phát triển sự nghiệp của nhà trường và hiện số tiền này đã được thu hồi về ngân sách nhà nước. Tối ngày 21 tháng 11, một nam thanh niên mang theo ba lon bia ngồi nhậu trên đường dây tại Lý Trình, km 1536, qua xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, thì bị tàu hỏa SE6 trên hành trình hướng Nam Bắc chạy đến Tông tử vong. Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào tối ngày 21 tháng 11 tại Lý Trình, km 1536, qua thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Thời điểm trên, anh NTT sinh năm 1996 là dân địa phương, đến quán gần nhà mua ba lon bia rồi ra đường ray ngồi nhậu. Tàu hỏa SE6 trên hành trình hướng Đồng Nai Bình Thuận khi đến địa điểm trên đã tông vào khiến anh T tử vong tại chỗ. Tại hiện trường giữa đường ray có ba lon bi dựng đứng, trong đó có hai lon đã khui. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Tàu SE6 sau khoảng 15 phút dừng lại hiện trường để bàn giao vụ việc cho ga gần đó đã tiếp tục hành trình. Phần cuối bản tin sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết. Cơ quan khí tượng Thủy Văn cho biết, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau trong ngày 22 tháng 11 có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Các tỉnh Duyên Hải miền Trung lại chuẩn bị đối mặt với đợt mưa lũ mới. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 21 tháng 11 đến 22 tháng 11, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Ngoài ra, ngày và đêm 22 tháng 11, vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh cấp 6-7. Cảnh báo ngày và đêm 23 tháng 11, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 mét biển động. Do gió to và sóng lớn nên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các tỉnh ven biển miền Trung liên tục cập nhật, phát đi thông tin cảnh báo, đặc biệt dự báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Khu vực từ Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định ra đến Quảng Trị cũng được dự báo sẽ đối đầu với mưa lũ kéo dài từ 25 đến 27 tháng 11. Các khu vực miền núi tiếp tục có nguy cơ lũ quét sạt lở đất thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại